Và trở lại kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng 8. À, tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị. Và bây là đúng 10 giờ ngày 14 tháng 5 âm lịch năm 2019. Vâng, thì tôi có mặt tại trên xã Lương Nha. Vâng, nhà bác Thành Hồng. Vâng, ở xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Vâng, để bàn giao cho bác một số bàn ghế và giường tủ rất là đẹp. Thấy không gian nhà bác vừa xây đang rất đẹp. Vâng, thì tôi sẽ lướt qua cho quý vị tham khảo và xem luôn cái mẫu nhà của bác rất đẹp. Ai muốn xây thì vào kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng 8 này, là rất có những nhà mẫu nhà đẹp. Tôi đi đem lắp đồ là tôi thấy nhà đẹp và tôi cứ quay cho các vị tiện tham khảo luôn. Vâng, đây bác, đây bác chủ nhà đây. Đó. Chủ nhà đây là bác Thành Hồng đấy, bác ở xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Không gian rộng quá bác nhỉ? 450 m². Tất cả là cả đồ kê, tính thì 2 trở về. Vâng. Rất là đẹp. Và đấy là con trai bác là kiến trúc luôn. Và là thiết kế ngôi nhà rất đẹp ấy. Thợ làm sáng thì là làm cho mặt vẽ, chiều cho mặt vẽ. Và cả cửa trước. Đấy, không gian đúng không? Rộng nguyên cái sân này là phải đúng không? Nhà quê mà phơi lúa thôi rồi luôn. Vâng, sân này bác phải để ô tô phải mấy chiếc để luôn. Đấy. Đấy. Đây vào trong nhà bác xem nhá. Bộ ghế chúng tôi vừa lắp đặt cho bác là bằng gỗ hương vân, gồm có 10 món này. Ghế đấy, ghế là cột 12 và 10 món. À, bên kia là một đoạn dài ở bên này một ghế đơn này. À, tôi sẽ kê theo. Ghế là hương vân, chất liệu là của hương vân này, được đào. Rất là đẹp. Và cái bàn này là có đây, và cái đồng hồ cũng là một gỗ hương vân đấy nhá. À, quý vị làm cả xem. Đấy, đằng sau nhà bác rất rộng. Vâng. Em bác cũng làm tủ bếp luôn em nhà cho lắp cho. Vâng, còn tủ bếp nữa. Vâng. Rất là rộng rãi. Vâng. Nó gọn, không phải nhiều tầng. Vâng.